và các bạn đang xem video trên kênh YouTube U Vang Mừng Trời Camera Lò Anh Nhàn. Chúc quý khách hàng luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, may mắn và bình an. Quý vị và các bạn hãy đăng ký ủng hộ kênh để cập nhật những video mới nhất từ Camera Lò Anh Nhàn. Chúc quý vị và các bạn xem video vui vẻ. Kênh U Vang Mừng Trời là kênh chuyên quay phim chụp hình các sự kiện như đám cưới, tân gia, lễ tạ ơn, lễ mừng thọ và nhiều sự kiện khác theo yêu cầu của quý tân khách. Quý vị và các bạn có nhu cầu quay phim chụp hình để lưu giữ những khoảnh khắc để làm kỷ niệm vui lòng liên hệ trực tiếp với Camera Lò Anh Nhàn theo số điện thoại 0817 848 111. Xin chân thành cảm ơn.
tới trung tâm sân khấu chính để đứng cạnh hai người con thân yêu của mình ạ. Xin trân trọng kính mời. Và quý vị ơi, đại gia đình của chúng tôi đã có mặt đông đủ trên trung tâm sân khấu rồi. Đừng ngần ngại, những tràng vỗ tay thật lớn có thể quý vị trị giá 100 tỷ đồng để chúc mừng nhờ. Vâng, xin được chân thành cảm ơn tình cảm của toàn thể các ông, các bà, các cô, các bác. Chúng ta đã cùng nhau dành những tràng vỗ tay thật lớn để cùng chúc mừng đại gia đình chúng tôi trong buổi kính trưa ngày hôm nay. Và kính thưa toàn thể các ông, các bà, các cô, các bác, buổi đại lễ tạ ơn đó chính là một nghi thức cực kỳ hạnh phúc của đại gia đình. Đó chính là nghi thức mà người con rể và người con gái thân yêu trước khi về lập nghiệp xây dựng hạnh phúc gia đình mái ấm riêng của mình, thì anh chị đã không quên được công ơn sinh thành chơi biển dưỡng dục của ông Lò Văn Tiên và bà Lò Thị Thương trong buổi kính trưa ngày hôm nay. Thì ngày hôm nay cô dâu chú rể đã trở về đây, trở về để ghi ơn công ơn sinh thành dưỡng dục chơi biển đó của những bậc làm cha làm mẹ. Và trước sự hoan hỉ của toàn thể các ông, các bà, các cô, các bác, chúng ta có mặt tại khoảng không yêu thương hạnh phúc của đại gia đình, tại một trung tâm tổ chức sự kiện cực kỳ sang trọng của lịch sử. Và xin được toàn thể quý vị trong niềm vui hân hoan, niềm vui hoan hỉ, thì ban tổ chức chúng tôi xin được trị trọng tuyên bố buổi đại lễ tạ ơn tới ông Lò Văn Tiên và bà Lò Thị Thương. Xin chính thức được bắt đầu một tràng vỗ tay thật đông nhiệt để chúc mừng toàn thể quý vị. Và kính thưa toàn thể quý vị khách quý trân trọng và kính đến, và quả đúng là công cha thì cũng như núi ngất trời, mà cái mẹ thì như nước, người người biển đông. Hôm nay điền vợ thành chồng thì anh chị đã trở về đây, trở về với mảnh đất tư gia của gia đình ông bà ngoại để cùng nhau gắn kết một tình cảm thiêng liêng, để cùng chúc mừng tới ông tới bà có một sức khỏe thật an khang, dồi dào, thịnh vượng trong buổi tiệc trước ngày hôm nay. Và sức sự chứng kiến hoan hỉ của toàn thể các vị khách quý, thì đại gia đình chúng tôi sẽ có những món quà hạnh phúc yêu thương để trao gửi tới hai người con thân yêu của mình trong buổi kính trưa ngày hôm nay. Và xin trân trọng kính mời món quà đến từ ông bà ngoại sẽ cùng gửi tới những món quà hạnh phúc nhất để trao gửi tới anh chị trong buổi kính trưa ngày hôm nay. Xin được trân trọng kính mời. Vâng ạ, kính thưa toàn thể quý vị khách quý trân trọng và kính mến, và ngày hôm nay thì những bậc làm cha làm mẹ của cô dâu và chú rể sẽ có một món quà hạnh phúc để trao gửi tới anh chị trong buổi tiệc trưa ngày hôm nay. Và sau món quà của ông bà thì xin trân trọng kính mời bà cụ ngoại của cô dâu sẽ cùng chuẩn bị những món quà hạnh phúc nhất để cùng gửi tới người cháu thân yêu của mình. Xin được trân trọng kính mời. Và kính thưa toàn thể quý vị trân trọng và kính mến ơi, và ngày hôm nay thì những bậc làm cha làm mẹ cũng là chủ nhân của trung tâm buổi đại lễ tạ ơn ông bà hôm nay đã có một sức khỏe cực kỳ dồi dào để gửi tới người cháu thân yêu của mình trong buổi tiệc trưa ngày hôm nay. Và toàn thể quý vị ơi, chúng ta đừng quên những tràng vỗ tay thật lớn nữa được không ạ? Và các con xin được gửi lời cho ông cho bà, gửi lời cho anh cho chị, xin được cảm ơn cô ngoại rất chi được nhiều với những món quà hạnh phúc nhất để yêu thương con cháu của mình trong buổi tiệc trưa ngày hôm nay. Và kính thưa toàn thể quý vị ơi, và buổi đại lễ tạ ơn đó cũng chính là một ngày cưới hạnh phúc nhất của anh Khánh và chị Trinh trong buổi tiệc trưa ngày hôm nay. Quý vị ơi, chúng ta có thể dành một tràng vỗ tay thật lớn để chúc mừng cô dâu và chú rể nhờ. Xuân. Và xin trân trọng kính mời gia đình của anh chị, anh trưởng của anh sẽ cùng trở lên với sân khấu để ngày hôm nay thì gia đình của anh trưởng của anh sẽ có một món quà hạnh phúc rất là cao quý về vật chất tinh thần để chúc mừng với hai người em thân yêu của mình. Vâng, xin mời anh sẽ trao món quà đến từ cô dâu và chú rể ạ. Vâng, xin được gửi lời cho anh chị, xin được cảm ơn đồng nhiệt thành của gia đình anh chị trưởng anh trong buổi tiệc trưa ngày hôm nay.
đó là chính thức bằng thịt. Và ngay sau đây, món quà hạnh phúc thiết thực đó, món quà đến từ trọng kính mời cô dâu và chú rể. Và quý vị ơi, và những món quà tinh thần hạnh phúc đó của hai người con thân yêu, cô dâu và chú rể trong buổi tiệc ngày hôm nay đã chúc mừng thấy ông thấy bà có được một sức khỏe thật an khang dồi dào trong buổi tiệc chung ngày hôm nay. Và xin được kính chúc ông bà có một sức khỏe thật hạnh phúc, thật yêu thương hai người con sâu và người con thân yêu của mình trong buổi tiệc chung ngày hôm nay. Và quý vị ơi, và một chào mừng thật lớn lên để chính thức khai mạc buổi đại tiệc. Cảm ơn bà, có thể quý vị ơi. Vâng, xin chào, xin thành cảm ơn cô dâu và chú rể đã có những món quà hạnh phúc để gửi tới hai người đón sinh thành của mình. Vâng, xin mời những chén rượu của các chị trong buổi văn nghệ để gửi. Đó là số trên cái đại có mẹ bên đồng hàng sớm cho phụ chúng con đây. Sáng khai đầu đang ông là tăng ông tăng bà tăng ảnh tăng ý là có cho món ảnh khai tà hoặc thế này nào có mẹ cho phụ chúng con đâu. Sáng khai mới tăng tay hơn là có biết chén đầu họ lưng bay cá mờ hoặc thế này có mẹ ảnh nồng sống bản xa ra này huyền đại xá của bà mấy. Có mẹ bên đồng hàng sớm ấy đủ làn chắn sò gó mới có mẹ bên đồng lo chẩu gó mặt phát khẩu khái là hóa mất tiền được còn cần chỗ nhó xuống khẩn. Chúc mừng hạnh phúc và ta đồi phù hợp bia. Chúc mừng sức khỏe và các ông tăng bà mới có mẹ bên đồng ấy. Cũng là trong ấy. Rất là xin được đại quý vị là chúng ta cùng những chiến sĩ của mình thật cao được không? Quý vị ơi, rất là xin được cái bên này quý vị là thì quý vị đó chính là những chén rượu thật hạnh phúc của đoàn thể. Quý vị chúc mừng hạnh phúc tới cộng đồng và chú rể trong buổi chiều ngày hôm nay. Vâng, vào giây phút này thì xin mời bố mẹ ông bà xin cùng trở lại với những hàng kịch quân cố để nhận được những lời cảm giác như nào, xin hỏi thái niệm hơi run. Run rồi thì anh có cảm thấy tuyệt vời không ạ? Xin hỏi thái niệm. Quá tuyệt vời, tuyệt vời quá. Vâng, quá là tuyệt vời đúng không ạ? Và kính thưa toàn thể quý vị ơi, và đây chính là nhân vật chính ngày hôm nay cũng được sau ông bà đây đến tạ ơn, đó chính là một món quà hạnh phúc của cô dâu và chú rể sẽ được gửi đến tình cảm của toàn thể quý vị. Và giây phút này xin mời anh chị cùng quay mặt vào nhân ạ, hãy nghe hướng lệnh của MC. Vâng, xin mời anh chị ạ. Vâng, được rồi, tí ta sẽ cảm ơn sau, xin mời anh chị quay mặt vào nhau đi ạ. Vâng, và trước khi hôn thì xin mời anh chị quay mặt vào nhau, hãy nghe hướng lệnh MC ạ, xin mời anh chị. Vâng. Và xin mời chị Thánh Chính Trinh sẽ đặt vào phần cứng nhất của anh Thánh nhỉ. Phần cứng nhất ở đâu ạ? Phần cứng nhất đó chính là bờ vai. Hai tay đặt vào bờ vai của anh Thánh ạ. Xin mời chị ạ, đừng ngần ngại, hôm nay là ngày vui của anh chị. Xin mời anh chị nào, đặt vào vai, được ạ. Được, mẫu. Vâng, kính thưa toàn thể quý vị ơi, và để muốn hôn đồng cháy thì xin mời anh chị hãy nghe được MC. Và em xin phép một đếm từ 1 đến 3 để anh chị hôn nhau nhé. Và từ 3 đến 1 để anh chị rồi cùng hôn được không ạ? Và có thể cùng đếm của quốc Việt nhé. 1. Dạ. Nhưng mà hôn lâu có được không? Hôn từ bây giờ đến tối cũng được ạ. Vâng, xin mời anh chị cuối ngày hôn được MC nhé. Vâng, một chào một tay thật lớn để chúc mừng đoàn thể quý vị ơi.